shit regardless. Bạn thấy nhóm khách hàng đã uống cạn ly đồ uống của họ, bạn phân vân không biết có nên mời họ uống thêm. Tất nhiên rồi, tại sao lại không cơ chứ? Nhưng bạn hãy mời đồ uống mà cả nhóm đó có thể uống chung được với nhau. Bài học hôm nay ấm trà mạng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Làm nóng dụng cụ, tráng ấm trà qua nước sôi. Lau khô. Hoàn thành bước 1. Bước 2. Ủ trà. Cho 10 gam trà vào ấm. Rót 100ml nước sôi vào ấm. Ủ trong 30 giây. Rót bỏ nước trà đầu. Rót thêm 450ml nước sôi vào ấm. Hoàn thành bước 2. Bước 3, phục vụ kèm đĩa bé, chén trà và hai kẹo lạc. Làm nóng dụng cụ, tráng ấm trà qua nước sôi, lau khô. Bước 2, ủ trà. Cho 10 gam trà vào ấm. Rót 100ml nước sôi vào ấm. Ủ trong 30 giây. Rót bỏ nước trà. Rót thêm 450ml nước sôi vào ấm. Bước 3, phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, chén trà và hai cái kẹo lạc.